Xin mời bạn. Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, Huy 36 tuổi. 36? Đang làm nghề gì? Dạ, đang làm chuyên viên tư vấn tài chính ở tập đoàn Generali. Dạ. Huy, dạ. Cái gì Huy bạn? Lương Quang Huy. Lương Quang Huy. Dạ. Đó là thông tin từ bên đây, còn cô gái của chúng ta là... Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước lên sân khấu. Chào em mời em ngồi. À, bạn tên là gì và năm nay bạn bao nhiêu tuổi? À, em tên Vũ Hải. Vũ Hải. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện giờ em đang làm gì? Hiện tại em đang là nhân viên nghiệp vụ của một công ty của Singapore. À, là nhân viên nghiệp vụ của một công ty ở Singapore. Dạ. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Yêu thì em không biết yêu hay chưa, nhưng mà em cũng có thích một bạn từ năm lớp 5 cho tới... Từ lớp 5? Dạ. Sao giống chưa quá vậy? Mới tình kéo dài tới năm tư đại học. Ồ, yêu từ lớp 5 luôn cho tới đại học luôn. Vậy bạn yêu từ lúc nào? Từ 18 tuổi. 18 tuổi bắt đầu yêu rồi. Yêu đến bây giờ luôn, 36 tuổi vẫn chưa tìm được người yêu của mình là sao? Chưa có duyên. Chưa có duyên, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3-4 mối tình. Mối tình nào bạn nhớ nhất? Mối tình năm 25 tuổi. Mối tình đó là mối tình ấn tượng nhất, dạ. Dài nhất đối với bạn đúng không? Dạ. À, đó, thấy chưa, bên đây là có 3 mối tình rồi nha. Bạn không biết mấy mối tình à? Rồi từ lúc mà mình chia tay với bạn trai đến giờ là mình chưa tìm được một người nào khác nữa hả em? Thực ra thì em với bạn đó cũng không phải gọi là yêu nhau, chỉ là tình hợp cảm gà bông thì cứ lớn dần kiểu. Có nghĩa là hơn trên mức tình bạn một tí thôi, dạ. Phải không? Nhưng mà bây giờ em có thể nói về cái style thẩm mỹ, cái gu ăn mặc của em. Chị thấy hôm nay em rất là ấn tượng. Váy mà đi với áo khoác jean thì em có suy nghĩ gì mà chọn bộ trang phục như thế này để đến trong cái buổi hẹn hò ngày hôm nay? Dạ. Bản thân em thì là một người khá là thoải mái. Thích cái gì đó nó mạnh mẽ mà nó khác biệt một chút xíu. Nói chung là em muốn sống thật với cái bản thân mình. Sống thật bản thân mình. Vậy thì em mong muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Em muốn bạn ấy là một người sống chân thành, có trách nhiệm với tất cả mọi người. Không chỉ đối với những người thân của mình mà còn những người xung quanh khác nữa. Em có đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Về vóc dáng, ngoại hình chẳng hạn. Em hy vọng bạn ấy là một người cao. Cao. To. Thông minh. Và dí dỏm một chút. Tôi thấy cao to có, thông minh có. Bởi vì làm trong được đoàn đó tôi rất là thông minh mới làm được ha. Nhưng mà dí dỏm có không bạn? Bây giờ tôi thấy bạn ngồi bạn cười không ạ? Hôm nay hơi bị căng thẳng một chút. Tức là hơi bị chờ đợi chút xíu. Chờ đợi là hạnh phúc mà em. Theo bạn thì bạn có tiêu chí gì đối với người bạn đời của bạn? Em cũng đang tìm một bạn gái dễ thương, xinh xắn, cao ráo và có cá tính. Bên kia biết cao hay không? Chứ cá tính là có rồi đó. Rất cá tính, rất mạnh mẽ. Rồi còn gì nữa bạn? Chắc vậy là đủ. Vậy là đủ rồi hả? Dạ. Nhiều đó thôi. Dạ. Bây giờ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em nghĩ là sau một cái tình bạn, trên mức tình bạn một tí, chưa cũng hẳn là tình yêu, kéo dài từ năm mà học lớp 5 cho đến thì đại học, thì bây giờ bạn nghĩ nếu như ngày hôm nay bạn tìm thấy một nửa của mình thì bạn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu và kéo dài thêm một khoảng thời gian mười mấy năm nữa, hay là chúng ta nhanh gọn và tiến đến hôn nhân? Em là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Muốn đánh nhanh thắng nhanh. Còn bạn muốn đánh thanh nhanh thắng nhanh không? Dạ cũng vậy. Tôi xin hỏi lại, hồi nãy tôi coi quên rồi. Xin lỗi, là bạn mới nói bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 90. 90? Dạ. 23 tuổi ạ. Bên đây 36 tuổi. Có lẽ là tuổi tác cũng hơi chênh lệch chút xíu, nhưng không sao. Vấn đề là trái tim thôi. Nhịp đập trái tim có đồng cảm với nhau hay không? Bạn có nghĩ rằng là chúng ta sẽ chinh phục được cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều không? Em nghĩ là chắc là được. Chắc là được? Dạ. Tự tin như vậy. Còn bạn nữ, tôi xin hỏi bạn, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ quen một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn rất nhiều không? Tuổi tác chỉ là những con số. Tuổi tác chỉ là những con số. Đây là một cô gái rất cá tính anh à. Bây giờ chị sẽ thay mặt em xem thử coi bạn trai bên kia có đạt những cái chuẩn mà em đưa ra: cao, to, thông minh và dí dỏm hay không. To thì có to rồi đó, có cao không, đứng lên cái coi cũng được, cũng cao được. Ai có dí dỏm không? Nãy giờ chưa thấy nói cái gì mà dí dỏm cả. Dạ tại vì chưa có điều kiện phát huy. Dạ chưa có điều kiện. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà Tường hy vọng rằng là
bên đây đã đạt chuẩn với bên kia. Đối với em là em thấy được rồi đó. Nếu mà em là em chọn rồi đó. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn chị. Chị thấy cũng được đó em. Thật ra tuổi tác đúng em nói không thành vấn đề. Người đàn ông càng lớn tuổi hơn mình thì có thể sẽ chín chắn hơn, có nhiều kinh nghiệm để sẻ chia cho mình. Tôi hơi lo chút xíu bởi vì cái tuổi hơi chênh lệch chút xíu ha. Để xem thì thế nào đây. Rất là tin đó Hải. Rất là dễ thương. Có cặp mắt vào kiến vào còn dễ thương hơn nữa. Cá tính không? Cá tính. Mặc váy mà mặc áo jean cũng lạ đó nha. Cũng hơi hồi hộp. Tôi nghĩ rằng là hơi cá tính đấy. Mà cá tính thì rất là khó mà ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ để nhìn thẳng vào mặt nhau để quyết định đến với hẹn hò hay không. Xin mời Tấm An. Chúng ta sẽ có 2 phút để trao đổi và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không hẹn hò. 2 phút bắt đầu. Ủa, em đang làm ở đâu nhỉ? Em đang làm cho một công ty nước ngoài. Chủ yếu công việc của em là tư vấn về những vấn đề sức khỏe cho khách hàng. Vậy là anh với em có thể kết hợp với nhau được. Tại vì công việc của anh là về bảo hiểm, dạ, nhân thọ. Tiếp đi, còn có 1 phút nữa thôi, nhanh lên bạn. Anh có muốn hẹn hò với em không? Đó, cá tính chưa, cá tính chưa. Rất muốn. Em có thể cho anh số điện thoại được không? Đó. Điều đó chưa chắc. Bởi vì chúng ta không nên hỏi câu đó. Chờ bấm nút rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục hết thời gian rồi các bạn. Đôi khi người ta nói vậy cũng chưa chắc phải vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Cảm ơn bạn. Rất nhanh. Rất là nhanh. Hình như họ sợ mất nhau trong khoảnh khắc đó. Họ sợ rằng phải không gặp nhau nữa. Và họ rất vui khi bây giờ có thể hỏi số điện thoại rồi. Bây giờ em có thể cho biết là tại sao em lại nhấn nút chọn người bạn trai kế bên? Em không ngại hả? Người ta lớn tuổi hơn mình quá, em không ngại sao? Cái sự khác biệt của em hơi bị kén người. Nên nếu mà anh chấp nhận thì có nghĩa là anh đã nhìn đúng con người em. Và đúng, em trân trọng điều đó. Còn bạn trai? Em nghĩ là chắc là bạn gái này đã chọn lựa đúng. Rất là ngắn gọn và nhanh lẹ, không dài dòng, không đi đâu lòng vòng hết anh Linh à. Và một lần nữa chúc mừng hai bạn, coi như là trước mắt đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên cái bước đường tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình. Chúc mừng hai bạn. Và hai bạn hãy chờ trong giây lát để tiếp tục tham gia vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba. Mời hai bạn nắm tay đi, đến chờ đợi.